kìa. Đây là 2 min, bên mình là Sen Greg. 2 min đưa với Sen Greg, kèo đánh giá là nhìn hơn dành bên mình, tươi rồi. Vâng, đưa trận đấu này về 2 đều nào. Vâng, đây là bài của thủ cầm Sen. Bên kia là 2 min và có lẽ sẽ có 1 min đánh cung A. Sẽ có 1 min ăn đánh cung A ở trong trận đấu này. Tôi nghĩ là như vậy. Yes, yes. Yes. Dad, dad, gum, dad, gum. Gum. Và đã có một tên F3. Sao F3 đây? Yes, yes. Start the game already. Vâng, các bạn nhìn thấy đây là một bài xe. Ơ, tự nhiên có con voi. Ô giời, vâng, tự xưng lại hai voi mọc ra. Ơ, thế từ bài bình thường. Vâng, bài đang từ bình thường thì thành bài khỏe. Bài đang từ bình thường lại thành một bài khỏe của game thủ cầm xe. À chà, ai chà chà. Rồi, bàn đánh máy nô 1 rất tươi. Con đánh máy chip boy thì sao? Đây là chip boy. Ơi, thằng này có ăn quả đầu à em? Ở đây ông ăn quả phụ ạ. À. Và cái quả này chắc ăn quả đầu rồi. Nó cách đâu có tầm 1/3 bóng màn hình. Làm gì có chuyện đây là bãi quả phụ. Vâng, quả này quả 7 luôn. Quả 7 thì là quả chính. Vậy ông thần này ăn bãi quả phụ trước rồi. Và ông thần đang đi tìm rừng. Ở đây rồi. Ở đây ra tìm rừng lại gặp luôn voi. Đùa là hên thế à giời. Vậy là gặp luôn cả vàng. Nhưng mà rừng đang hơi xấu. Vâng, có cả hiêu. Nhưng mà bằng chiếc bé đầu tiên được thiết kế hơi muộn. All of them.
Vâng, đến phút thứ 8 thì chị Boy ăn quả chính. Rất dị. Rồi, quay trở lại với N1. Có một trận cầm sen 27 dần. Thuật thì nhìn phong cách này biết đánh cung rồi. Mà này tôi nghĩ là sẽ đánh chém cơ, nhưng mà không, sẽ đánh cung bài này. Bằng bi lại F3, bằng lắm F3 thế à giời. Beo đánh 23 dần, còn bi đánh 26 dần, nhưng mà bi sẽ đánh cung. Cái cây à? Yes. 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 Start the game already. Yes, yes. Start the game already. Start the game already. Yes, yes. Start the game already. Vâng, đây rồi, chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Vâng, không phải sao lắm tên F3 đến từ bi như vậy. Nhưng mà đây là cái bài mà N1 đang rất khỏe. 3 BS đã được thiết kế. Và anh chuẩn bị đập nhà điều kiện thôi. Vâng, gỗ nhiều làm hai cái E luôn cho nó mát. Vâng, đánh A đẹp trai ra. Không phải đánh A kiểu bo bo đâu. A đẹp trai là cái A vâng, cứ trên đồi cao thoáng mát mà tôi dã. BE ở đây, BM ở đây, cộng 1 dân. Bài 27 cộng 1 kích vẫn trong đầu 10. Tất nhiên rồi, đây là xe. Quay trở lại với bài chém của Chiboy. Chiboy cũng trích kích ở trong đầu 10. Một bài mà 10 được. Tôi tin vào em. Gia đình tin vào em. Xã hội tin vào em. Và em kích ở trong đầu 10. Vâng, 10-58. Vâng, 10-58 với 25 dân của Greg. Đứng âm công. Vâng, đồn hoang có lẽ rằng tí nữa sẽ ấy thôi. Tí nữa sẽ... Vâng, xin dò cho em. Vâng, xin dò. Nâng công giáp đi. Rồi, gặp luôn 14. Vâng, để nâng cấp giáp đi em ơi. Vâng, 14 là tươi đấy. Và tiếp lại cánh bên kia là cung vâng, nó một cặp của ấy nhá. Nó một cặp bi nhá. Hai ông cung gặp nhau. Đấy, bi solo sen với cả Minwan ấy. Không thắng được thì đừng mà nhìn mặt tôi nữa. Vâng, lực của Chiboy rất khỏe. Xong công giáp đủ đi em. L2 luôn. Cho nó mắt máy. L2 cho mắt máy. Rồi. Và họ đang muốn ăn con giò của mình. Nâng cấp bánh xe. 1L. Có sao còn lắm thịt thế nhỉ? BP. Ok. Chiboy điểm sao ấy. Giò có tí máu ra đánh nhau với giò công giáp. Còn lại chết thêm 2 con dân nữa. P2. Như vậy là hai em với như vậy là P2 nghĩa là Chiboy sẽ đánh 2, sẽ đánh 2P. Rồi, còn đánh 2L phải mát máy không? Rồi, quyết định của Chiboy kệ. Còn quán ăn con giò nhưng mà bèo cũng đang rất tinh quái. Bánh xe lên sau. Và mất 5 dân, nâng gấp đào vàng. Mà đánh máy của N1 để quân chưa? Còn 28 dân mà đánh 4A. Lưu tiêu. Quay trở lại với Chiboy. Vâng, mất thêm mấy gỗ. Vâng, bèo đang khỏe thế nhỉ. Vâng, giò lỗi hai voi. Vâng, thời điểm đầu thì Chiboy đang yếu hơn ông bèo một tí. Nhưng mà một lúc nữa thôi Chiboy sẽ khỏe hơn. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, thế không phù được à. Bi ba. Vâng, lạc đà Max C, anh em thông cảm. Uầy, 2L vắt đều. Vâng, vắt chanh. Đều như vắt chanh. Thậm chí còn là vắt quất. Hết cả gỗ. Đen.
Vâng, kệ em. Vâng, bên kia thì Bi vẫn đang khỏe. Vâng, 2 min. Vâng, dường như... Vâng, tạt cánh đi cũng được. Tạt cánh đi. Thằng 4 chưa chắc nó có bánh xe đâu. Vâng, Bi dường như có cung A rồi nên nó sẽ không thi đấu với nhà Bi. Đâm thẳng sang bên kia. Mùa 4 chưa bánh xe là tươi đấy. Mà cái gì đây, mùa 4 đang rất khỏe nhưng mà ở đây rồi. Ơ, chưa bánh xe. Chưa bánh, ơ kìa, đi bắn, bắn đi. Đi bắn đi, trời ơi. Đi bắn đi. Bánh xe có rồi sao chứ. Vừa mới có bánh xe thôi. Chị bò đánh kiểu khỏe lên đi. Nó một chiếc ra cần được Bi đâu. Vậy e thần trưởng. Vậy e thần trưởng. Giải e đại pháp. Cộng với vậy e thần trưởng. Và úi giời ơi. Không sót con nào luôn. Không sót con nào luôn. Vâng, với cái lượng gỗ nhiều. Tăng AD nó một đây. Thằng kia vứt trăm vàng lên để lên đầu máu nào. Nhanh lên. Anh nhau qua miên hoàn lên đầu máu sớm nào. Thằng kia mùa 2 vứt trăm vàng đây. Nhanh lên. BC. Được rồi. Thiếu 20 vàng nữa. Ông Kiệt còn vấy e để bắt giò đấy chứ. Vâng, cung A nó khác biệt cung R. Đó chính là cái những con cung A thì di chuyển rất là chậm chạp. Và cung R thì nó có cái độ cơ động là cao hơn. Và nó đang tận dụng là thế. Đầu máu, đầu máu. Đầu máu. Rồi, đầu máu sớm là tươi đấy. Vâng, BC rồi không nhà chủ luôn. Vâng, Minoan nó có một bài mà rất đẹp nhưng với cái vấn đề rằng Minoan vâng ức gì ôi ôi sao đông thế, nhưng mà nó một không phải là dạng vừa, không phải là dạng vừa đâu. Lọt khe không, lọt khe không, ở thế vậy lọt. Vâng, con đường máu, mở con đường máu, đây là con đường máu. Vâng, con đường Hồ Chí Minh. Vâng, từ này có bắt được không? Vâng, lại quay lại chơi được không? Không chơi đâu, không chơi đâu. Đông ấy, mình đã đổ máu rồi nhưng mà Bi đông đấy. Từ này chơi được không? Vâng, đi hạt điều đi xem nào. Vâng, cũng là dễ điều hơn cung A mà. Không, không chơi được, không chơi được. Vâng, bên mình chết nhiều hơn. Vâng, đó là Minoan. Tôi đã bảo rồi, ngày nay rằng trong cái ngày hôm nay mới chỉ diễn ra được khoảng 5 trận đấu thôi mà có 2 trận đấu Minoan cần bản đồ rồi, nên là đừng chủ quan với cung A của Minoan. Rất trâu bò với tầm xa mắc ba lè của mình. Vâng, cung A của Bi bắt đầu đẩy. Vâng, Bi bắt đầu đẩy cung. Vâng, Bi thì phải có chim để có thể đỡ được. Rồi, những bằng nó một đang cố gắng bắt đường đi quân của BB. Vâng, Bi trong tuần này phải lùi. Ui, hòa đồng thế nhở. Vâng, thằng này của Bi có lẽ là khoảng tầm 9 sụi. Nhưng mình thì có một nhà Greg nữa. Vâng, Greg đem lại hy vọng cho trận đấu này. Vâng, tam lai là 38 của Chiboy. Và Chiboy cần phải trâu chém ra đầu máu đầu mèo đi. Mẫu 4 phê rồi. 4 đã phê rồi. Ăn cái vàng khác đi Chiboy. Nhà có điều kiện mà sao phải ăn cái vải vàng, nó tù tội thế làm cái gì. Không móc được nhà nó đâu. Nhà nó đẹp lắm. Đã bảo không móc được đâu mà đừng có tin. Móc chim với móc Bi thì móc làm cái gì. Phải móc bằng móc ấy chứ. Đấy, không vào móc. Những cái nhà người ta kín như bưng nên đòi vào móc. Kết hợp quân với nó một thôi.
Nó một đâu rồi? Nó một đây. Đừng có đấu, vâng các đấu mình càng thiệt quân. Cứ bình tĩnh thôi, ra chỗ nào rộng rãi, thoải mái, đẹp trai thì đấu. Vâng Bi đang muốn lên con đồi này nhưng mà nó một cũng không cho Bi có thể làm cái điều này. Vâng, tên này đấu thế này sẽ có lợi đây. Không được, không được, không được. Vâng, một tên mà mình ăn được nhiều quân hơn nhưng mà vẫn không được, vẫn phải lùi. Vâng, tên này mà tên mà cung A rất đông nhưng mình có chém đảo. Vâng, chị boy đi. Cái gì để đảo đâu đây chị boy? Vâng, đi đảo đi. Vâng, đảo đâu, ông đi tận xuống dốc, ông đảo, ông đảo cho ai? Rồi, tên này thì mình đang có lợi đấy. Vâng, tên này mình ăn được nhiều cung hơn. Ăn được nhiều cung hơn nhưng mình vẫn đang dồn quân lên liên tục. Vâng, thế rằng quân của mình đang là đẹp. Tên tiếp viện của... Vâng, tên tiếp viện của No 1 và đã đẩy lui được tên cung A của chị. Thôi, tên này chưa được không? Vẫn đang là rất đông và nó một thì vẫn đang sóc đều khoảng 6 chiếc EBA. Không biết ông Bèo nãy giờ làm cái gì, vòng Bi vẫn đang rất khỏe. Nổ chi boy thì sao? Chi boy tham 50. Ôi giời ơi, chi boy khỏe lắm. Đào với vàng đi em ơi. Nước cái đỏ vàng chưa nhảy. Vâng, tên này cần phải có sự hỗ trợ của chị boy chứ không thì hơi xương. Vâng, nó một đi. Ôi, chỗ này không đấu không đâu. Phải tìm chỗ nào mà rộng rãi thoáng mát và đẹp trai thì đấu. Đào đi nhá, đào đi. Đấu máu chưa? Ui, ngoài chỗ này phải 3 kích. Kích cũng là đứng ngập nhà, kinh khủng tầm. Vâng, đi đánh một trận rất hay. Chơi đi. Chưa đi, vào đi, đồng máu cho em. Đồng máu cho chị boy. Vâng, chị boy chưa đồ máu. Vâng, sang đồ máu đi. 3L vắt đều. Vâng, nhảy vào, dã luôn. Vâng, tên này có chơi được không? Đê đồ 1, vâng đồ 1 liên tục đẩy quân lên. Vâng, lại là tên cùng nữa của BB. Vâng, hết tên cùng này lại đến tên cùng khác. Vâng, Bi đang đẩy theo cái đội hình mà nó dồn dập nhất có thể. Ui giời. Vâng, thế nhỉ. Vâng, Bi đánh một trận rất khủng khiếp. Các bạn có nhìn thấy Bi đánh một trận rất khủng khiếp khi mà em có quá đông con cùng này. Thực sự là quá đông.
Vâng, ốp bay cả xe, ốp bay cả Greg. Kinh thật. Khó rồi, thế như vậy là 3-1 ở trong xe đấu thứ 2. Và thực sự là Bi đánh một trận quá hay. Câu để check No. 1 được, cũng chả thấy Xboy được rồi. Chúng ta đến với trận ở trong xe đấu thứ 3.